Trường Giang bất ngờ ghi điểm vì tinh tế sau ồn ào đụng chạm Hoa hậu Thùy Tiên. Sau hành động gây tranh cãi với Hoa hậu Thùy Tiên, Trường Giang đã rút kinh nghiệm và tiết chế hơn hẳn khi gặp đồng nghiệp khác giới để tránh những hiểu lầm không đáng có. Cách đây không lâu, Trường Giang từng vướng vào ồn ào khi diễn tiểu phẩm với Hoa hậu Thùy Tiên trong chương trình Ơn Giời Cậu Đây Rồi. Kịch bản sắp xếp Trường Giang và Thùy Tiên vào vai một đôi tình nhân, và ngoài những lời nói tình cảm thì nam danh hài còn bất ngờ ghé sát Thùy Tiên như định hôn má nàng hậu. Khi phát hiện ra điều này, Thùy Tiên đã nhanh chóng né tránh và tỏ vẻ bối rối, không thoải mái. Tình huống này cũng khiến Trường Giang bị cho là thiếu lịch sự, có hành động đụng chạm Thùy Tiên, khiến bạn diễn lo lắng. Từ đó mà nhiều hành động nhạy cảm của Trường Giang với bạn diễn khác giới trong các mùa trước của Ơn Giời Cậu Đây Rồi cũng bị khui lại, cho thấy nam danh hài thường ôm chặt, thậm chí hôn má hoặc hôn môi các cô gái khiến họ khó xử. Sau đó, Hoa hậu Thùy Tiên đã nói đỡ lời cho nam danh hài rằng Tiên nghĩ rằng anh Trường Giang là một trưởng phòng lâu năm và mỗi kịch bản đều có tình tiết để thể hiện đủ những gì trong câu chuyện. Đối với Tiên, Tiên không nghĩ gì quá nhiều vì mỗi câu chuyện đều có tình tiết phù hợp để tạo nên tính kịch tính cho câu chuyện đấy. Tiên không nghĩ gì cả. Có lẽ loạt ồn ào vừa rồi đã khiến Trường Giang phải cẩn thận hơn khi gặp đồng nghiệp nữ. Bằng chứng là trong một sự kiện mới đây, Trường Giang có gặp ca sĩ Hồng Ngọc Bảo Anh và được hai cô rủ ngồi cạnh. Tuy nhiên, Trường Giang đã khéo léo từ chối khi khẳng định tôi có gia đình rồi, ngồi ở đây không được. Sau đó di chuyển sang phía Đàm Vĩnh Hưng, Quốc Trường để ngồi cùng. Hành động này của Trường Giang khiến ai nấy phải dành cơn mưa lời khen cho anh. Thời gian gần đây, Trường Giang như muốn xóa sạch những chuyện ồn ào trước kia bằng cách liên tục nhắc đến nhà Phương hoặc đăng tải ảnh video đang chăm sóc chơi đùa với con gái đầu lòng. Nhờ vậy mà nam danh hài đang dần lấy lại thiện cảm trong mắt khán giả. Tính đến nay, cặp đôi Nhã Phương Trường Giang đã có 4 năm về chung một nhà. Trường Giang Nhã Phương có với nhau một cô con gái xinh xắn. Trong 4 năm qua, họ luôn được người hâm mộ yêu mến bởi cách giữ gìn hôn nhân của mình. Ngày trước, Trường Giang tiết lộ anh thường thích về khuya tụ tập bạn bè. Tuy nhiên, từ khi có vợ, anh dần bỏ hẳn những thói quen đó để dành nhiều thời gian cho gia đình hơn. Sau khi kết hôn và làm cha, Trường Giang cho biết anh đã học được nhiều kinh nghiệm để giữ lửa hôn nhân. Một trong những điều đầu tiên là sự chia sẻ hy sinh để cân bằng giữa công việc và gia đình. Anh nói rằng, để một gia đình hạnh phúc thì cả hai vợ chồng cần phải hiểu và chia sẻ cho nhau, hy sinh vì lợi ích chung của gia đình. Bên cạnh đó, khi sống chung, vợ chồng cần nhường nhịn và đặc biệt là giảm cái tôi của mình xuống để tránh những tranh chấp ồn ào không đáng có. Có thể nói, cuộc sống của Trường Giang và Nhã Phương vẫn luôn được công chúng dành nhiều sự quan tâm đặc biệt, là một gia đình hạnh phúc nhất nhì trong Vbiz, nhưng cả hai lại rất kín tiếng về đời tư. Những hình ảnh liên quan đến nhóc tì của cặp vợ chồng nổi tiếng này cũng chỉ được đăng tải nhỏ giọt, nhưng luôn làm dân mạng thích thú, thả tim rần rần. Tuy nhiên, dạo gần đây, cả nam danh hài và nữ diễn viên đã chủ động cho con gái lên sóng nhiều hơn, nhưng cũng chỉ ở phần sau lưng, còn gương mặt bé vẫn được giấu kín. Về chuyện sẽ công khai gương mặt của con gái, anh bày tỏ, khi nào con chịu cho công khai với khán giả thì sẽ cho. Ví dụ khi hỏi, con có muốn cho mọi người biết con là con của ba không? Nó nói dạ, thì đồng ý, còn bây giờ mình phải tôn trọng chứ. Với lại công khai nhiều người so lắm thì cũng buồn. Với Nhã Phương, Trường Giang luôn cưng chiều hết mực, nữ diễn viên bày tỏ. Khi gặp một người đàn ông tốt thì mình giống như một em bé vậy. Đôi khi Nhã Phương cảm thấy mình bị vô dụng vì chồng mình cưng chiều nhiều quá. Chỉ cần ở nhà hay khi nào rảnh thì anh sẽ phụ giúp mình rất nhiều. Dù được chồng chiều nhưng mình muốn là người chủ động và tự chủ mọi thứ trong cuộc sống của mình. Nhã Phương nói ra chỉ mong người phụ nữ chọn được người chồng biết yêu thương, tâm lý. Điều này sẽ khiến cuộc sống hạnh phúc hơn rất nhiều.